Con đường dẫn vào rốn lũ thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn những ngày qua ngập sâu trong nước, khiến những chuyến xe tải đầy ắp hàng hóa của các đoàn cứu trợ từ nhiều nơi trong cả nước đổ về phải đứng xếp hàng dài mà không thể tiếp cận với người dân. Và kể từ khi mưa bão gây chia cắt làng Phan Hiền, đều đặn hàng ngày, anh Trần Văn Trung cùng người con trai đầu đã dùng chiếc đò của gia đình đi tiếp tế thức ăn, nước uống từ các tổ chức từ thiện đến tận từng nhà cho bà con vùng lũ. Trong cái đợt lũ nhập, trong những ngày qua thì phải nói về cái thiệt hại của gia đình chủ Trung thì cũng rất lớn. Về tài sản thì cả một 4-5 hồ tôm thì cũng bị lũ cuốn đi rồi hết. Nhưng mà cả trong về địa phương thì chú, gia đình của chú thì có được cái chiếc thuyền máy. Trong cái điều kiện lũ lụt chung thì chú đã là bỏ cái việc nhà tham gia để rồi là cùng với đoàn là cứu hồ cứu trợ cho bà con ở vùng ven lũ. Tôi thấy là chú Trung là rất là nhiệt tình và rất là quan tâm đối với bà con ở khu vực ven lũ. Của tôi thì cái thiệt hại nặng đó thì dù muốn không hẳn cũng đã mất đi rồi. Khi đó thì cũng không còn nữa, nhưng mà trong nhà thì có cao hơn mấy nhà xung quanh. Nơi vừa là có cái phương tiện đò nữa cho nên cũng đi lại để giúp đỡ cho bà con. Thì bản thân của tôi thì cũng bởi vì con em trong thôn thì mình có cái điều kiện gì thì mình giúp đỡ cái đó. Chính ngay trong nhà thì có hai cha con và chỉ có cái ông cùng phụ giúp việc nữa thì hai ngày ni là gần giống như là cái bữa cơm buổi sáng với chứ buổi cơm buổi trưa là hình như có, chỉ có trong buổi cơm tối về lại thì bắt đầu mới ăn được. Bởi vì khi cái lúc mà mình đói thì là người ta cũng đang cần đói, người ta cũng đang cần cơm, cho nên cũng cố gắng để mà đưa tới kịp cho bà con người đã. Anh Trần Văn Trung cũng là người dân trong làng. Trong trận lũ lịch sử này, gia đình anh bị thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng do nước lũ cuốn trôi mấy hecta tôm gần đến ngày thu hoạch. Thế nhưng với anh Trung, hỗ trợ được gì cho bà con chòm xóm lúc này, anh đều sẵn lòng. Có chiếc đò máy là phương tiện hàng ngày giúp anh trong chăn nuôi tôm. Đến lúc mưa bão, anh dùng nó để hỗ trợ bà con di chuyển lên vùng cao hơn. Và khi dân làng bị cô lập do nước lũ, con đò trở thành phương tiện vận chuyển hàng hóa đến tận tay bà con làng xóm. Có nhiều gia đình là thiệt hại rất lên đến là 4-5 hồ tôm, nhưng mà người ta vẫn là cùng với chính quyền địa phương để rồi là góp cái sức công của mình bằng cái chiếc ghe chiếc thuyền để rồi hỗ trợ chở cán bộ rồi chở nhân dân chở những cái hàng cứu trợ để chở những gia đình khó khăn ở cái eo lớn cái chỗ mà được cuốn trôi rất lớn. Thì trong đó thì điển hình lên có một vài cái cá nhân, một số cá nhân của anh em ở chỗ đơn vị Huyền Thường, một số cá nhân ở Phan Hiền như anh Trung về chẳng hạn, gia đình thiệt hại rất lớn. Anh cũng có sử dụng cái xuồng của mình để rồi đưa cơm được cho các đoàn để về tỉnh bà con. Việc làm thiết thực và ý nghĩa của anh Trung là một trong hàng trăm các hoạt động cứu trợ, tương trợ, giúp đỡ của các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể và cả cộng đồng diễn ra sôi nổi trong những ngày qua với nhiều hình thức linh hoạt và hiệu quả. Trong lũ dữ, tình người lại càng tỏa sáng hơn.